Sang tuần mình cũng ra Thanh Hóa thực tập để tìm hiểu xem anh ấy ở đâu. Giờ mình cho anh ấy bất ngờ. Chắc là nhà này rồi. Chắc là người thuê cùng nhà đến rồi đấy. Cô là ai? Sao tự nhiên lại vào đây? Tôi là người thuê nhà cùng với anh. À, hóa ra là vậy. Tôi không nghĩ là người khác giới. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi chỉ ở đây 1 tháng thôi, chắc không phiền anh đâu chứ. Cũng mong là như vậy. Phòng của cô ở đằng kia. Anh ăn mì không? Tôi vừa mới tới nơi, chưa ăn gì nên đói quá. Không. Người gì đâu mà lại lùng dễ sợ, không ăn mì không phải sinh viên. Này, ai ăn không? Không. Phải gửi cho cô ấy một cái anh đẹp trai mới được, chứ không chú lại chê mình già. Nhìn anh ấy giống bạn trai mình thế nhỉ? À, anh ấy cũng ở Thanh Hóa, để mình hỏi xem ở đâu là biết ngay thôi mà. Đúng là anh ấy rồi. Này, mặt tôi dính cái gì hay sao? Không có nhìn vậy. À không. Đúng thật là anh ấy rồi. Mình phải thử xem anh ấy là người như thế nào mới được. Anh Vương, chúng ta ở chung với nhau cũng 1 tuần rồi. Anh có cần em điều chỉnh cái gì không? Hay là em có làm phiền anh không? Không, không. À, anh thấy em có xinh không? Sinh. Em thích anh. Hương này, tôi có bạn gái rồi. Có bạn gái thì đã sao chứ? Hai người chưa cưới nhau nên chưa phải vợ chồng mà. Cô thích tôi, đó là việc của cô. Nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Tôi xin lỗi nhé. Ôi, mày làm sao thế Vương? Sao tự nhiên lại cảm thấy cô ấy gần gũi thế nhỉ? Không được. Không được. Mình là người có bạn gái rồi. Phải vượt qua những cám dỗ này. Đường đường là chủ tịch của một công ty, không vượt qua được thì ai còn nghe mình nữa. Cô là ai? Anh Vương đâu?
Tôi là người ở cùng với anh Vương. Còn cô là ai? Cái gì? Ở cùng á? Đúng là cái loại con gái hư hỏng. Anh Vương tới đây chưa được lâu mà cô đã bám tới tận đây à? Đúng là cái loại trơ trẽn mà. Cô nói tôi trơ trẽn á? Chẳng phải cô cũng đang đứng đây để tìm anh Vương à? Cô, tôi không so đo với cô, nhưng mà tôi không để cho cô đạt được mục đích đâu. Anh Vương. Mai, tại sao mày tới đây? Em đến đây thăm anh, xem anh sống có ổn không. Anh uống có hợp khẩu vị không ấy mà. Nói chung là mọi thứ đều ổn. Không khí ở đây cũng trong lành hơn ở Hà Nội. Thôi, em ngồi đi, ngồi rồi mình nói chuyện. Sao cô ta lại ở chung với anh? Hương đấy hả? Hương là người thuê chung nhà với anh. Xin giới thiệu với Hương, đây là Mai, người ở cùng công ty với anh. Chào cô. Này, ở lại đây rồi đi ăn cơm với anh nhé. Thì ra cô cũng chỉ là đứa thuê chung nhà thôi à? Đúng thì đã sao? Cô không nghe người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cùng bén à? Cô đừng có mơ. Tôi ở bên cạnh anh Vương bao nhiêu năm nhưng chưa thấy cô gái nào có thể dùng thủ đoạn để mê hoặc anh ấy được hết. Bao gồm cả cô đúng không? Cô? Cô cứ chờ xem. Tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi nhà này. Cô đừng quên, đây cũng là nhà của tôi thuê đấy. Cô chờ xem. Mình đi thôi. Hương này, đi ăn cùng với bọn anh nhé. Dạ thôi, em có hẹn với bạn rồi. Thế thôi, mình đi. À? Sao thế? Hôm nay bà lại có thời gian rảnh rỗi để mà gọi cho tôi đấy à? Anh người yêu cùng nhà của bà đâu? Người ta đi ăn cơm chung với thư ký rồi. Mà hình như là cô thư ký ấy thích anh ấy thì phải. Sao bà lại để như thế được? Thì chả nhẽ bây giờ cứ bám theo anh ấy à? Mà anh ấy cũng chưa biết là tôi là người yêu qua mạng của anh ấy nữa cơ mà. Thế bà nói đi, còn đợi chờ cái gì nữa? Đợi người ta cướp mất người yêu của bà. Chắc là tôi sẽ tìm cách nói rõ với anh ấy. Chứ còn gì nữa. Vậy nha, tôi có việc rồi. Ok bà. Alo. Cậu điều tra nick Facebook người yêu của anh Vương qua mạng giúp tôi với. Hát Facebook đấy đi. Tiền không thành vấn đề đâu nhá. Cô chờ xem. Anh Vương sẽ là của tôi. Anh Vương, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Chuyện ở công ty à? Dạ không, chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta? Facebook Nít Thu dịu dàng ấy. Link Facebook đó là của bạn gái anh. Thật ra Facebook đấy là của em. Link của em? Sao anh không nghe em nhắc tới nó nhỉ? Em... Thật ra em thích anh rất lâu rồi. Nhưng mà em chỉ là một thư ký thôi. Nên là em chỉ dám dùng nick phụ để nhắn tin cho anh. Vậy mọi thứ trên Facebook chỉ là giả thôi sao? Em xin lỗi. Em về đây để nói sự thật cho anh biết này. Thực ra từ trước tới bây giờ anh không có ý phân biệt địa vị xã hội với một ai cả. Tại em thấy các nữ giám đốc xếp hàng đi theo anh mà anh không ưng ai hết, nên em hơi tự ti về bản thân mình. Anh nghĩ em không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Anh chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được rồi. Vậy anh tha thứ cho em chứ? Mà anh Vương này, cái cô Hương ở chung với anh đấy. Cô ấy là sinh viên thực tập. Hình như cô ấy cũng có ý với anh hay sao ấy.
nhìn cũng không đứng đắn lắm đâu. Không sao đâu, cô ấy là người hoạt bát mà. Nhưng mà em không thích anh ở chung với một cô gái khác, đặc biệt nhìn cô ấy cũng có ý với anh. Hay là anh dọn ra chỗ khác ở đi. Ngôi nhà đó cũng đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa 2 tuần là xong dự án rồi, chuyển đi chuyển lại mất công lắm. Nhưng mà... Không sao đâu, chuyện này anh tự khắc có chừng mực. Vâng. Anh Vương, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em nói đi. Mai đây là người yêu của anh, cô ấy cũng nghe được. Cái gì? Người yêu anh á? Tôi và anh Vương quen nhau trên mạng. Bây giờ tôi và anh ấy là người yêu của nhau đấy. Quen nhau trên mạng? Đúng vậy. Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với anh à? À không có gì. Em định nhờ anh một chút việc thôi, bây giờ không cần nữa. Thôi, em ở đây chơi nhá. Anh đi ra công trường có chút việc. Anh cứ đi đi. Cô thấy không? Cô sẽ không bao giờ lọt vào mắt của anh Vương đâu. Là chị đã giở trò đúng không? Cô cũng thông minh đấy. Tôi biết trước cô là người yêu trên mạng của anh Vương, nên tôi để cho anh ấy nghĩ tôi là cô đấy. Chị đi giả danh người khác mà chị không cảm thấy xấu hổ à? Để có được anh Vương thì đây có là gì đâu chứ. Chị thật là bỉ ổi. Được rồi, tôi sẽ cho anh Vương biết bộ mặt thật của chị. Cô có giỏi thì đi nói đi, để xem anh Vương tin tôi hay tin cô. Chị đừng có mà đắc ý. Vậy cô có giỏi thì đi nói với anh Vương đi, tôi thách cô đấy. Chị... Hai chị em đang nói chuyện gì vậy? Anh Vương, chị ta... Em đang nói Mai à? Chị ta là đồ giả mạo. Là sao? Giả mạo cái gì cơ? Chị ta giả mạo làm bạn gái ở trên mạng ấy. Sao có chuyện đó được? Đúng vậy anh Vương, Mai Hương vì thích anh quá nên nói năng linh tinh đấy. Em không nói linh tinh, anh Vương, chính em mới là bạn gái của anh. Đấy, anh thấy chưa? Cô ta còn nhận là bạn gái của anh đấy, muốn chia sẻ tình cảm của chúng ta đấy. Anh Vương, anh tin em đi. Nick Facebook của em là Thu Dịu Dàng. Nếu Facebook đấy là của cô thì cô chứng minh đi. Được rồi, tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy. Sao Facebook của mình không đăng nhập được thế này? Cô đừng có viện cớ nữa. Nếu mà Facebook của cô thì cô đã đăng nhập được vào rồi. Anh Vương, là em, Mai đây. Cô thấy chưa? Anh ấy đã nhận được tin nhắn tôi gửi cho anh ấy đấy. Tôi là bạn gái của anh ấy. Là chị. Chị giở trò, chị hack nick tôi đúng không? Cô đừng có bị chuyện nữa. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi đấy Hương à. Anh không thích điều đó xảy ra nữa đâu. Anh Vương à, tin em đi. Em mới chính là bạn gái của anh mà. Nếu em còn nói như vậy nữa thì chúng ta không có bạn bè gì hết. Mình đi. Mày tính rồi đấy à? Sao tôi lại ở đây? Các người tính làm gì tôi? Sao? Sao trên trời nhiều lắm. Chị muốn cái gì? Đưa ra đây. Muốn cái gì à? Tao muốn mày tránh xa khỏi anh Vương ra. Chẳng phải anh Vương tin chị, không tin tôi rồi sao? Để tránh đêm dài lắm mộng thì mày nên quất xéo khỏi đây đi. Chị bị điên rồi. Tao điên. Tao điên đấy. Để tao nói cho mày nghe. Để có được anh Vương, tao bất chấp thủ đoạn. Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Mày nên cuốn xéo khỏi đây đi. Tôi không thể đi được. Tôi còn phải ở lại để hoàn thành khóa thực tập nữa. Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao đấy à? Sao lại ở đây? Tôi đến thăm ông chứ còn gì nữa. Thế nào? Ở chung nhà với bạn gái đã có gì chưa? Sao có chuyện gì được? Nhưng mà ông thừa biết là tôi thích em gái mà ông giới thiệu thì còn gì nữa. Thì đấy, ông đừng tưởng tôi không biết gì nhá. Ý của ông là sao? Thì cái cô gái tôi giới thiệu cho ông này đang ở chung nhà với ông không biết gì à?
Ý ông nói là Mai Hương? Đúng rồi, tuần trước tôi có nói chuyện với cô đấy rồi mà. Chết rồi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện nói ra dài lắm, nhưng mà bây giờ phải đi tìm được Mai Hương đã. Đợi tôi nữa. Dừng lại! Cô bị điên chưa? Thằng kia quay lại! Anh Vương, sao anh lại ở đây? Nếu tôi không ở đây thì cô đi tù muộn không rồi. Anh Vương, tại em không kiềm chế được cảm xúc, anh tha thứ cho em nhé. Cởi trói ra cho cô ấy. Em không sao chứ? Em không sao. Chúng ta đi. Vâng ạ. Tóm lại bây giờ đi hết lại đồng hoàn nhanh.